À, game lái xe có Isuzu thùng kín luôn. Tuyệt vời quá bà con ơi, để tôi quay một vòng cho các bác xem. Isuzu đẹp dã man các bác ạ. Để tôi mở cửa phụ các bác xem. Wow, nội thất chi tiết quá nhỉ. Nhìn thích quá các bác ơi. Để tôi mở cửa tải nha. Cửa mở thực tế quá các bác. Xe đẹp quá các bác ạ. Để tôi mở cửa thùng xe nha. Ơi chào, nhìn thích quá à. Nhìn giống thùng xe đông lạnh nhẹ. Giống thực tế quá các bác. À còn cái cửa bên hông nữa các bác. Để tôi mở cho xem thích lắm. Đó, tôi nói mà, nhìn phê luôn. Một cái game rất hay và xin sò sắp ra mắt của nhà tôi đó. Wow, lại là tiếng đóng cửa thực tế nghe phê quá à. Không còn gì để chê luôn các bác ơi. Xin nhan nè. Gạt bữa nè. À để tôi mở cửa kính cho các bác xem. Đó nhìn phê chưa? Xịn sò chưa? Tôi nói rồi mà game sắp ra mắt này xịn lắm. Từ công nhận luôn. Đèn pha nè. Đèn LED màu nè. Đèn nội thất nè. Úi trời, nội thất đẹp quá các bác ơi. Để tôi mở cửa kính bên trong nội thất. Nhìn phê quá các bác ạ. Cái tiếng kéo kính cũng thực tế nha. À, đèn LED nội thất đẹp dã man. Vô lăng nè. Để tôi đổi sang ghế phụ các bác xem. Nhìn phê chưa các bác? Không thích lái thì các bác làm lơ xe. À, bên trong nội thất đồ họa đồ bóng sáng tối chính xác luôn nha. Game điện thoại mà đồ họa như PC vậy. Úi chờ, bên trong mà mở cửa cũng phê lắm nha. Game mới quá đẳng cấp. Các bạn hãy đón chờ siêu phẩm sắp ra mắt này nhé. Đừng quên để lại một like và comment nha. Cảm ơn các bạn.